Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức ha. Thì trong cái video ngày hôm nay đó, kênh kiến thức sẽ chia sẻ với các bạn một cái thủ thuật nhỏ giúp cho các bạn có thể download một cái ảnh thumbnail hay còn gọi là ảnh bìa đó của một cái video bất kỳ trên YouTube. Mình lấy ví dụ ha. Giả sử như trên cái kênh VTV24 đi. Mình thấy có một cái thumbnail mà có hình đô la nè. Rất là đẹp. Bây giờ giả sử như mình muốn lấy cái này xuống để mình có thể chỉnh sửa edit lại thành cái thumbnail để post lên trên kênh kiến thức chẳng hạn. Thế thì làm như thế nào? Bây giờ mình sẽ mở cái video này lên. Bằng cách là lướt chuột phải, các bạn chọn mở liên kết trong một tab mới. Hoặc là các bạn kích vào đây luôn cũng được. Rồi, mình tắt âm thanh của cái video này. Mình mở cái link video YouTube này để làm cái gì? Thì các bạn thấy nè. Mỗi một cái video nó sẽ có một cái ID video. Phía sau chữ V và dấu bằng ha, thì nó là cái ID. Mình sẽ copy cái này. Ở đây mình sẽ có một cái link để lấy cái hình ảnh. Thì cái link này lát nữa mình sẽ để trong cái mô tả của video ha, để các bạn có thể dễ dàng các bạn làm theo. Thì ngay chỗ mà cái chữ ID video á, thì lúc này chúng ta sẽ lấy cái ID mà của video bên đây nè, chúng ta dán vào, thế vô cái chỗ đó ha, các bạn thấy không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhấn Enter. Thì các bạn thấy khi mà chúng ta thay thế một cái ID của video ngay chỗ này á, thì nó sẽ lấy được cái thumbnail của video đó ha. Chúng ta vẫn có thể phóng to lên ha, các bạn thấy nè. Sau đó các bạn cứ việc lướt chuột phải ha, các bạn có thể lưu vào trong cái máy tính của mình. Mình chọn là lưu hình ảnh nè. Giả sử như mình chọn desktop ha, đặt cái tên ví dụ như là kênh kiến thức đi. Một đi ha. Sau đó các bạn kích vào nút save. Thì các bạn thấy bây giờ mình đã có một cái file hình ở ngoài màn hình nè. Thì chúng ta có thể lấy Photoshop hay là một cái chương trình nào đó để chúng ta hiệu chỉnh cái này lại thành cái thumbnail của chúng ta ha. Thế thì nếu mà muốn download một cái video khác trên kênh này, ví dụ như mình tìm cái video khác này ha. Bây giờ giả sử mình lấy cái video này đi ha, Việt Nam cố lên nè. Mình mở trong một cái tab mới nha. Thì cũng giống như lúc nãy là mình sẽ lấy cái ID của cái video này. Các bạn click phải ha, chọn copy. Sau đó chúng ta qua cái ID bên đây ha, chúng ta chỉ cần thay thế cái ID này. Sau đó các bạn nhấn Enter thì lập tức nó sẽ lấy được cái thumbnail. Chúng ta có thể phóng to lên ha. Và lúc này chúng ta dễ dàng download xuống ha, có thể đặt tên là kênh kiến thức 2 chẳng hạn. Rất là đơn giản. Thì đó là một cái thủ thuật giúp chúng ta có thể lấy một cái thumbnail bất kỳ của những cái video có sẵn trên YouTube ha. Thì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Và để lại những cái bình luận bên dưới nha. Chào các bạn.